chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta hiểu được trong cái tình yêu không chỉ là đơn giản, chỉ là chữ tình yêu. Như bài đầu tiên chúng ta nói, đó là tình yêu nhập thể. Cội nguồn của tình yêu đó đã nhập thể với con người, đến với con người. Và tình yêu đó đã đến trong con người và đang cư ngụ với con người. Vì vậy, cái chủ đề đầu tiên vẫn nói được rằng là Thiên Chúa rất là thương dân, Thiên Chúa rất là bình dân, và Thiên Chúa đã vì dân mà làm tất cả mọi sự là cho chúng ta, cũng vì tình yêu. Thì chính tình yêu đó, và chúng ta thấy trong vấn đề noi gương Chúa, thì chúng ta thấy cái chủ đề số 2 là chúng ta nói về tình yêu phục vụ. Thì trong vấn đề tình yêu phục vụ đó, thì chúng ta thấy có những điều chúng ta dễ vướng phải, nhưng mà chúng ta lại không được phép có những thứ đó. Nhưng mà có những điều chúng ta phải có khi chúng ta phục vụ, thì chúng ta hãy cố gắng xin ơn Chúa để giúp cho chúng ta khi chúng ta phục vụ, nó trở thành là một cái điều gì đó, là một bàn tay nối dài, là một cái cuộc tiếp tục sáng tạo của Thiên Chúa ở nơi chúng ta, để làm cho từ nguyên thủy khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, nó được tốt đẹp như là Thiên Chúa đã tạo dựng. Chúng ta đừng có bẻ nó, chúng ta đừng có đi sai, chúng ta đừng có làm những cái thứ, nếu mà có lỡ đi méo chỗ khác, thì chúng ta phải kéo ngược lại. Đó là lý do tại sao mà giáo hội luôn luôn là nhân chứng trong phục vụ đó, để đưa con người trở về. Và bây giờ đề tài thứ 3 con được trình bày, đó là tình yêu trao ban. Và giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để chúng ta lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng của Gioan chương 15 từ câu 12 đến câu 17. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con một lần nữa cảm tạ ơn Chúa về tình yêu của Ngài, không chỉ đến cho chúng con được biết, nhưng mà Ngài đến, Ngài còn ở lại trong chúng con để thánh hóa chúng con, để biến đổi chúng con, để chúng con có can đảm để sống dưới răn của Chúa, là điều mà Thiên Chúa đã truyền cho chúng con, là hãy yêu thương nhau. Xin Chúa giúp cho chúng con có một trái tim biết yêu thương, để tình yêu của Thiên Chúa không bị loại bỏ ra, không bị là những thừa thãi, nhưng là những điều mà chúng con được hưởng ở đời này về cả đời sau. Đó là chính tình yêu của cội nguồn của tình yêu, là chính Chúa đang ở với chúng con. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, các ngài đã từng yêu thương yêu mến Thiên Chúa và đã sống với Thiên Chúa và biết cách yêu mến Chúa như thế nào, thì xin dạy chúng con cũng biết yêu mến Chúa như vậy. Amen. Mời cộng đoàn cùng ngồi. Thưa quý bà và anh chị em, trước khi chúng ta hiểu được thế nào gọi là tình yêu trao ban, thì bao giờ cũng vậy. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là trời ơi, Thiên Chúa thì làm được mọi sự như vậy đó, còn chúng ta là con người làm sao làm được, đúng không? Chúng ta nghĩ vậy. Nhưng mà bắt đầu khi mà quý bà và anh chị em dạy dỗ con em của mình, mà muốn nói hiểu về Thiên Chúa yêu mình như thế nào đó, thì hãy nói: con ơi, con nhìn lại tình thương của cha mẹ dành cho con đi. Dành thời gian ra để nghĩ về tình thương của cha mẹ dành cho con đi. Nếu mà trong một ngày mà không có được 5 phút để suy nghĩ về tình thương của cha mẹ, thì cái người con đó sau này
không biết cha mẹ thương mình và chỉ nghĩ rằng ồ cha mẹ thương mình, chứ còn không biết là như thế nào. Thành thử ra khi mà dạy dỗ con cái nói về Thiên Chúa, đừng vội. Hãy dạy dỗ con cái cách là cha mẹ yêu thương con cái như thế nào. Để rồi từ đó, khi nói tới Thiên Chúa, thì con em mới mở lòng ra được. Tình yêu trao ban ở nơi Thiên Chúa thật là rõ nét. Tình yêu trao ban ở nơi các tông đồ thật là rõ nét, là sẵn sàng chết vì Đức Kitô. Rồi tình yêu trao ban của các thánh giáo phụ chỉ sống và tìm mọi phương pháp, mọi phương thế để lấy được cái tình yêu của Thiên Chúa về cho mình. Sau thời các thánh giáo phụ, bây giờ chúng ta nói tới thánh Anton rừng đi, Anthony rừng ha, là ngài là người vị ẩn sĩ đầu tiên, có thể là đầu tiên chúng ta biết vì viết lại thôi, thì chúng ta thấy rằng là ngài cũng tìm về trong rừng, rồi ngài sống ở trong đó để ngài chiêm niệm, để ngài sống để tìm ra thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Rồi đến thế kỷ thứ tư ha, thứ ba thời thánh Agustino, ngài là một người rất là khôn ngoan, nhưng mà rồi đi tìm Chúa, tìm hoài, mà đến một lúc thì nghe thánh Anselmo nãy con đề cập tới, thì mới thấy rằng là wow, vậy là Thiên Chúa đâu có ở xa chúng ta. Vì vậy trong cái cuốn sách của tự thuật của thánh Agustino đó, ngài có viết một đoạn, ngài nói rằng con tìm Chúa ở trên núi cao, rồi sấm chớp ầm ầm, và con xem thế có thấy Chúa không? Chúa không ở đó. Rồi đi vào trong rừng thì gió bão thổi, các cây nghiêng ngả đưa qua đưa lại, để rồi coi xem thấy Chúa hùng mạnh như thế nào, nhìn coi cũng không thấy Chúa. Nhà cũng đã diễn tả cái tâm tình đó. Sấm chớp, ông đợi phải Chúa không? Không phải. Bão tố cũng không phải. Động đất núi lửa tất cả ghê gớm cũng không phải. Và rồi khi ông lắng đọng tâm hồn thì một cơn gió thoảng qua, ông nhận ra Chúa. Thế thì nghe tiếng Chúa khó quá nhỉ. Ngày nay tại sao con người không nghe được tiếng Chúa? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là bởi vì cái sự ồn ào của cái thế giới ngày nay, nó làm cho con người không còn từng giây phút để mà có thể lắng đọng tâm hồn thực sự. Đó là lý do chúng ta cần retreat. Retreat là lui lại, là rời lại, gọi là để tĩnh tâm. Nhưng mà đi đánh nhau retreat là bỏ chạy đấy. Chúng ta phải bỏ chạy khỏi thế gian để lui lại với cõi lòng của mình. Thế thì khi mà muốn nghe tiếng Chúa thì cái thế giới này nó phải tìm mọi cách cho con người không nghe được tiếng Chúa. Cái sự chống đối Thiên Chúa đối với bà và anh chị em có từ khi nào? Từ khi nào ạ? Từ khi con rắn nó cắm rỗ Adam Eva. Phải không ạ? Phải không? Từ khi Lucifer là thiên thần ánh sáng đó, chống đối Thiên Chúa, muốn bằng Thiên Chúa. Cái thời đó khi nào vậy không biết. Nhưng mà từ thời đó là thiên thần đã chống, có người chống đối Thiên Chúa. Và nó đã kéo cả một nửa đạo binh thiên quốc xuống dưới hỏa ngục với nó. Rồi tới thời của con người đó là bắt đầu nó không có tha. Nó không có tha. Nó đánh Chúa không được nữa rồi, biết thua mà. Nó đánh người Chúa thương. Thế là sự chết tới. Ngày nay đối cương bà và anh chị em nó còn không? Còn. Nó đánh cương bà và anh chị em không được, nó đánh con em chúng ta.
Nó đánh con em chúng ta đến mức độ mà chúng ta chi phối, chúng ta không còn tư tưởng để nghĩ tới Chúa nữa, mà chỉ nghĩ tới cái thằng con đau khổ của mình. Tại sao nó lại như vậy? Ma quỷ nó khôn. Nó cám dỗ, ông ơi, bà ơi, đừng đi lễ. Ngu sao không đi, tao không đi, tao xuống hoàng ngục sao? Nó đánh con em của chúng ta. Cái con Covid vừa rồi là một cái chiến trận, nó thắng lớn đối với con em của chúng ta. Thắng lớn lắm. Nó đánh mất nhiều trận để cho người Công giáo phải gục. Nhưng người Công giáo còn có Chúa Thánh Thần nhắc nhớ, chưa gục và sẽ mãi mãi không gục. Thiên Chúa hứa, trên tảng đá này ta sẽ xây giáo hội, và không có thần lực ma quỷ nào mà có thể đánh thắng được. Nó biết như vậy, nhưng mà nó vẫn phá. Ngày nay nó không đánh phá của ông bà và anh chị em, chi phối quá nhiều vì cái xã hội, nhưng mà nó đánh con em của chúng ta. Nó dùng cái con Covid để nó nói rằng đừng đi lễ nữa, đi lễ online đi. Ngày đầu được giáo hội dạy thì còn ngoan ngoan, mặc quần áo đàng hoàng, ở Việt Nam mặc áo dài vô như là đi lễ bình thường, ngồi xuống. Mấy ngày sau rồi quần đùi áo thông, đã thế thì tay còn bấm tinh 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 chơi chơi, bố mẹ ngồi lễ kệ, ông bà ngồi lễ kệ. Nó đánh phá chúng ta từng bước từng bước từng bước, và nó thắng rất lớn. Con em của chúng ta bị thua. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, đừng bao giờ mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Đừng bao giờ. Chúa sẽ có cách sắp tới. Chúa sẽ có cách Chúa kéo lại. Và Chúa đã cho những cái dấu chỉ để mà kéo lại rồi đấy. Liệu rằng chúng ta có nhạy bén đủ để tỉnh thức, để hy sinh thêm một bước nữa, đó là tình yêu trao ban từ trong gia đình cho đến cộng đoàn giáo xứ, để chúng ta cứu được chính mình và cứu gia đình mình chưa? Chúng ta có muốn không ạ? Có muốn không ạ? Chắc chắn là muốn. Nhưng mà muốn thì tại sao chúng ta lại không có dám trao ban cái tình yêu, mà ai bị đụng tới là chết với tôi? Tất cả mọi thứ hãy có tình yêu, thì lúc đó chúng ta mới trao ban được. Chúng ta không thể cho những gì chúng ta không có. Không thể. We never give what we don't have. Chúng ta không thể cho những gì chúng ta không có. Ai nói nhỉ? Hả? Các thánh nói đấy. Và gần gũi nhất chúng ta là mẹ Teresa Calcutta. Thánh rồi đấy. Cho nên khi chúng ta muốn cho thì chúng ta phải xin để chúng ta có. Chúng ta muốn cứu con của mình thì cái đầu tiên là chúng ta phải có tình yêu để chúng ta biến đổi. Có nhiều người nói, trời, con la nó cũng không được. Con nói nó về Chúa nó không nghe. Bây giờ làm sao? Có trễ không? Mà không bao giờ trễ. Đối với Chúa không bao giờ trễ. Cái nhìn gương của ông trộm lành. Trước khi chết, ông ơi, ông Giê-xu ơi, khi nào về nước ông hãy nhớ tới tôi. Chúa cho liền. Ngay hôm nay người ở trên thiên đàng với ta. Nhưng mà chúng ta đừng mất chiếc chân trộm lành. Bởi vì nó còn thời gian trên đó, nó đu đưa rồi từ từ nó chết thì nó còn thời gian nó cầu nguyện. Hay đã thấy cái sự tốt lành của Chúa nó chạm tới trái tim. Còn mà chúng ta thì ngày nay cái thế giới làm chúng ta quá ồn ào. Không còn thời gian để mình nghĩ về Chúa, kể cả giây phút cuối đời. Ghê lắm. Thánh An Phong nói rằng chết rồi 15 phút sau vẫn còn bị cám dỗ đấy. Ủa tại sao vậy nhỉ? Vừa chết rồi cám dỗ gì nữa? Ý Ngài muốn nói rằng cái sự cám dỗ đó nó không tha chúng ta đến khi chúng ta thực sự đã trở về cát bụi. Ma quỷ nó không tha chúng ta. Thì tại sao chúng ta lại cứ làm ngơ với Chúa? Thầy không còn gọi các con là bạn, là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Bạn hữu. Bạn hữu như thế nào? Con xin đưa ra đề cử ra các thánh tử đạo. Năm 1642, cha Đắc Lộ đến Việt Nam, phải không ạ?
Ngài đến Việt Nam, Ngài là cái người mà giúp cho dân Việt Nam chúng ta có ngôn ngữ ABC. Hồi xưa thì chữ Hán của chúng ta viết cũng móc méo giống như tiếng Tàu vậy. Hôm vừa rồi con có tìm hiểu những cái chữ ngôn từ của Việt Nam với tiếng Tàu giống y chang nhau nhiều lắm. Đặc biệt là chúng ta coi phim Tàu, trưởng nhất dương chỉ nhiều lắm. Và rất nhiều từ chúng ta ngày nay có là chúng ta nghe của Tàu chúng ta. Chúng ta học từ đó. Rồi cha Đắc Lộ và các nhà truyền giáo thì viết xuống cái âm đó và dùng cái âm tiếng Latin ABC đó để mà phân định ra cái ghế, cái bàn, cái đầu, cái tay, tất cả mọi cái viết xuống. Để rồi dạy lại cho dân. Đấy, muốn nói cái tay thì không biết viết gì, thì bây giờ viết như thế vầy này và dạy lại cho họ. Và rồi trong đó, tại sao họ lại dấn thân như vậy? Thì con muốn nói tới thầy, một cha gọi là cha Venado, người Pháp, thuộc hội thừa sai Paris. Thì chịu chức còn trẻ lắm, 20 mấy tuổi rồi. Và rồi khi cái thánh lễ sai đi đó, đi truyền giáo đó, thì trong thánh lễ đó, cha chủ tế dâng thánh lễ cầu nguyện và sai đi các nhà truyền giáo. Thì cuối lễ thì các nhà truyền giáo xếp hàng ở trên đây như vậy. Và rồi từ cha chủ tế cho đến các cha, cho đến gia đình, cho đến giáo dân, đến hôn đôi bàn chân của từng người, để rồi gọi là tạm biệt. Nhưng mà cái ngôn từ gọi là vĩnh biệt. Bởi vì những người đi truyền giáo là những người thời đó đi biết chắc là không có ngày về. Giống như thời xưa chúng ta đi vượt biên, đi là không có ngày về, mà dám đi. Nhưng mà chúng ta đi vượt biên là chúng ta tìm tự do, chúng ta tìm một cuộc sống tốt hơn. Còn đây những nhà truyền giáo, từ một cái gia đình giàu có, sang trọng, có tất cả, mà phải đi đến những cái nơi khó cực để mà sẵn sàng chết. Rồi người ta hôn từng đôi bàn chân của các nhà truyền giáo. Cha chủ tế phải vĩnh biệt, cha xứ phải vĩnh biệt những người anh em của mình. Nhà dòng thừa sai Paris phải từ giã tất cả những anh em truyền giáo đó. Cha Ven mới chịu chức rất trẻ, 20 mấy tuổi, 24 tuổi. Rồi sau đó tới cha mẹ. Cha mẹ hôn đôi bàn chân của con, chúc lành cho con, bởi vì sinh con tới tuổi này mà bây giờ con đi sẽ không có ngày trở lại. Rồi tới giáo dân, bạn bè. Có lẽ là đẹp thay những bước chân đi rao giảng tin mừng được rõ nét ở trong sự vụ truyền giáo đó. Con rất thích cái câu chuyện của thánh Ven đó. Trong sách của Ngài kể lại từng cái chi tiết. Và rồi Ngài đã đến, trước khi đến Việt Nam thì Ngài đến Macau, rồi đến Hồng Kông, rồi sau đó về tới Việt Nam. Đi rất lâu. Và bởi vì trẻ cho nên Ngài rất là dấn thân. Và khi Ngài ban ngày thì lính đi bắt, đi bắt người Công giáo, bắt những ông cố Tây ấy, rồi những người Công giáo. Thế thì thầy cái cha Ven được giấu ở trong một gia đình và giấu ở trong một cái khe tường đó, rồi lấy đủ thứ đồ che đi. Nhưng mà lại có người báo cáo cho quan biết rằng là ở ngôi chốn ở chỗ đó đó. Và quân lính vào đưa thầy ra, đưa cha ra. Và rồi bị sự chạm. Lúc đó cha 31 tuổi. Đẹp thay những bước chân. Rồi chính vì cái tình yêu trao ban đó, khi dạy dỗ lại thì cha Đắc Lộ mới lập lên gọi là nhà Đức Chúa Trời, để đào tạo các anh em trẻ trở thành những thầy giảng. Trong đó có Andre Phú Yên, có thầy Duy Khang sau này. Thì cái nhà Đức Chúa Trời đó là những người Việt Nam học tiếng Việt và học giáo lý để đi dạy lại cho những người khác, chúng ta gọi là giáo lý viên đấy. Thế từ cái nhà Đức Chúa Trời đó thì các cha các thầy được đào tạo và lớn lên. Nhưng khi bị bắt
Thì André Phú Yên là một thầy giảng rất trẻ, rất trẻ, nhưng mà rất can đảm. Nói rằng, ấy, bước qua thánh giá đi, ta cho mày về. Thì thầy André Phú Yên nói, không được. Tôi đi giảng về thánh giá, tại sao tôi bước lên thánh giá được? Thôi bỏ đạo đi, muốn ta gả con gái cho. Cũng không được. Ở đời này chẳng sống được bao lâu, ở trên đàng thôi. Cám dỗ đủ mọi thứ hết, không được. Cuối cùng, thầy André Phú Yên phải bị đưa ra pháp trường để chém đầu. Khi mà đưa ra như vậy, thì cha Đắc Lộ viết lại trong sách của ngài đó, ngài xin đưa một cái tấm chiếu tới để ở giữa chỗ chặt đầu thầy André Phú Yên. Thì thầy nói, con không xứng đáng. Nhưng mà rồi cha vẫn cứ xin. Khi mà nhát dao đưa xuống đầu của thầy André Phú Yên, thì hai tiếng Giê-xu ở nơi cuốn cổ họng của thầy đó vẫn phát ra. Giê-xu. Rồi câu chuyện là cha cũng như giáo dân vào lấy áo, lấy khăn, thấm máu. Hạt giống đức tin là hạt giống của tình yêu cho ban. Và cũng chính tình yêu đó, từ các nhà truyền giáo đã để lại hạt giống thật là mãnh liệt ở nơi tâm hồn của những người Việt Nam. Có lẽ chúng ta nghe chuyện đó thì chúng ta nói, ô, đó là câu chuyện. Thưa không có. Đó là câu chuyện của gia đình chúng ta ngày nay. Của những người cha, của những người mẹ đang sẵn sàng bị giết vì thương con. Bị chết đi cho những cái thời gian, chết đi cho cái tôi, chết đi cho những thứ khác để mà tìm mọi cách xây dựng cái gia đình của mình được tốt hơn. Có những người mẹ chúng ta thấy, ví dụ như ở bên Trung Quốc, những năm trước có một cái trận động đất lớn, nhiều người chết. Và rồi người ta bới ra đống đá ra thì người ta tìm thấy có một người mẹ khum người như vậy này và chống tay xuống để cho con nhỏ của mình nằm ở trong lòng của mình. Và người ta tìm thấy trong cái phone còn lại đó có nói rằng có được thâu trong đó. Và rồi người mẹ biết là mình đá đè là sẽ chết và chỉ còn chống như vậy thì đá nó đè thì cái xương nó chịu đó thì con vẫn còn sống. Thì rồi làm sao? Con nó đói, nó khát thì sao giờ? Cắn tay của mình để cho những giọt máu được chảy ra cho con mình ngậm. Và cô ta đã chết. Khi người ta moi ra được, người ta thấy em bé vẫn còn sống đó. Và người ta coi cái phone, người ta mở, người ta nghe được. Người mẹ nói thật đơn sơ. Con ơi, con hay biết rằng mẹ vẫn luôn yêu thương con dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày nay cái tình yêu dấn thân nó vẫn có. Có thể là vì hoàn cảnh chúng ta xảy ra như vậy. Nhưng mà còn rất nhiều gia đình đang cứu gia đình của mình bằng những cái sự dấn thân đó. Hai vợ chồng, một người dám hy sinh ở nhà để mà dạy dỗ con cái, chăm sóc con cái để mà sống vừa đủ, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày dùng đủ. Và họ đã sống được lương thực hàng ngày dùng đủ và con em lớn lên thật tốt lành. Nhưng mà cũng có những gia đình, thưa xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày dùng đủ và dư thừa chút chút, bắt đầu là cứ đi làm kiếm thêm để cho con em hư. Có những gia đình, con em khóc, đưa cho cái điện thoại, im. Mà vô tình là chúng ta đang giết con của mình. Không phải thương con đâu. Thương con là dành cái hy sinh, thì mới gọi là thương. Còn đưa con một cái phone để mình đi chơi, để mình đi shopping, để mình lo những chuyện khác. Mà con của mình, nó đang bị mất trí nhớ vì mình. Mất kiến thức
vì mình mất cái sự khôn ngoan, vì mình không yêu thương cha mẹ, vì mình không biết tới Thiên Chúa, vì mình. Ủa cuối cùng vậy mình sinh con là mình giết đó à? Thưa, nếu chúng ta không cẩn thận mà dùng hy sinh để mà dạy dỗ con cái thì quả thực chúng ta đang giết con em chúng ta. Không phải là cho của cải khi còn là sinh viên. Một chị dân hôn ai của con không xa lạ, nó dân hôn ai. Thầy ơi, thằng lớn nhà con nó đi nó không chịu về. Hoàn cảnh là bởi vì người mẹ hứa với con khi con ra high school, mẹ sẽ cho con một chiếc xe Lexus mới nhất. Cho xong tuần thứ nhất đi học, học UBS, Houston, nó chạy về. Tuần thứ hai nó chạy về, tuần thứ ba nó không về nữa. Người mẹ cuống cuồng, thấy thứ bảy nó không về, tối thứ bảy vẫn không về, gọi nó không trả lời. Thầy ơi, khuya rồi, thầy ơi, giờ làm sao, giờ con không về, không biết nó có sao không? Mà con gọi hoài không được. Bảo, nghĩa làm sao? Anh chị dạy con như thế nào? Bảo, thế giờ khuya rồi, nhưng mà mai con sẽ gặp thầy, nhưng mà giờ làm sao bây giờ? Bảo, được rồi, thôi em cầu nguyện, rồi sáng mai em sẽ gọi. Thì sáng mai sáng sớm, con gọi, con nói tại sao bạn không về thăm gia đình? Nó nói tiếng Mỹ, nó nói rằng là ba mẹ tôi đâu có thương tôi đâu. Từ bé cho đến lớn là chỉ có quăng tôi trong phòng á, có bao giờ thương tôi đâu. Và thôi, đi về đi, mai lễ Chúa Nhật xong ở lại gặp thầy một chút xíu. Nó cũng nghe nó về. Thế cả gia đình đi lên, ngồi nói chuyện mới hỏi ra. Hai vợ chồng mỗi người hai chóp. Mua một cái nhà Houston rất lớn gần bờ hồ. Ba cái phòng thật lớn xây cho ba đứa con. Trong đó đầy đủ hết. Tivi, tủ lạnh, đồ ăn, mì gói, mì ly. Game. Đầy đủ hết. Sáng sớm đi học con còn đang ngủ. Tối về con nó mỗi đứa một phòng. Thôi chắc nó đang học, cứ để vậy. Chỉ có một ngày Chủ nhật là đưa gia đình đi lễ mà thôi. Còn thứ bảy thì cũng đi làm. Hai chóp, nhiều tiền. Nhưng mà rồi vô tình thì hai vợ chồng lại để cái sự kiện nó xảy ra như vậy. Thì khi hỏi ra câu chuyện là như vậy, và người con nói rằng là bố mẹ không có thương con. Bố mẹ chẳng bao giờ khe cho con, không quan tâm đến con, không lo lắng cho con. Bây giờ con đi học, bạn con nó nói nó thích khe con không cần bố mẹ nữa. Đau khổ. Bây giờ tất cả số tiền làm được, bây giờ có thể giữ được 1 triệu đô đi. 1 triệu đô đã đặt xuống, nói con ơi, bố mẹ mua 1 triệu đô, cái khả năng, cái thông minh, cái học thức của con có được không? Xin lỗi, bố mẹ điên hả? Học thức đâu có mua bằng một lúc như vậy được. Đó là phải từ bé cho đến lớn. Cha mẹ vô tình hại con. Thì con giải quyết như thế nào? Con nói, thôi bây giờ như vậy, thầy xin lỗi con, là cha mẹ con quá bận rộn. Bây giờ con không muốn về hàng tuần, thì 1 tháng con phải về với bố mẹ của con. Vì 2 đứa em thì con phải về nói với bố mẹ, về chơi với gia đình. Còn anh chị, xin hãy nghỉ mỗi người 1 chót, thay nhau ở nhà chăm sóc 2 đứa còn lại. Dư tiền không cứu được con mình đâu. Hằng ngày dùng đủ và tha nợ chúng con, đấy mới là cái điều chính. Chứ không có dịch như các em American born sang bên Mỹ. Khi con dạy về giáo lý, về được cầu nguyện, khi đọc cái kinh lạy cha: xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày dùng đủ. Thì các em dịch từng chữ, lương là salary, là wage, thực là đồ ăn. Em hỏi, thế cha vậy sao chúng ta xin khôn vậy? Chúng ta ở nhà mà chúng ta xin vừa có lương lại vừa có đồ ăn nữa hả? Rất đơn sơ. Nhưng mà cái đó là cái thực tế.
rất đơn sơ, nhưng mà vô tình nó lại khơi dậy một cái thực tế là chúng ta muốn tất cả, chứ chúng ta không có muốn theo thánh ý của Chúa. Cho nên đừng bao giờ cố ý làm giàu để mà hại con. Xin lỗi, chẳng có cha mẹ nào hại con, đúng không ạ? Nhưng mà cái đồng tiền nó làm cho chúng ta bị mờ. Và chúng ta đang hại con của mình là nó muốn cái gì cho nó cái đó. Trước khi đi buổi chiều hôm nay, con đọc cái sách, anh chị em con nó thách cho nhau. Hôm nay ăn ở đâu? À, về nhà ba mẹ. Có gì nhậu không? À, có. Bắt đầu mỗi đứa thách lên món gì. Thì trong đó có một đứa em gái nó nói rằng là quà Giáng sinh năm nay đó là những đứa nào được straight A sẽ được món quà lớn, còn những nào không được straight A không có quà. Nó có ba đứa con mà chỉ cái thằng út là được straight A, còn hai đứa kia một con B, không được quà là không được quà. Thì trong đó có một người, có một đứa em nhắn tin nó nói chứ, tại sao mấy đứa nhỏ ngày nay nó học giỏi nhỉ, giỏi hơn chúng ta hồi xưa. Thế con đọc mấy cái đó thì con thấy rất là thực tế. Bởi vì sao? Bởi vì con về nhà con nói như vậy này, hãy để một món quà thật lớn trước mặt cho con em, bắt đầu từ cô Chí Khôn. Từng lớp một đi tới đâu là phải suýt A. Đến khi ra high school, món quà này con được thưởng. Món quà này trị giá một chiếc xe 30.000, 40.000. Mà nó, kiến thức nó có từ lớn đến bé, xin lỗi, 1 triệu không mua được kiến thức đó. Thế thì 40.000 này có đủ giúp cho con em không? Thưa được. Nhưng mình có cho không? Cũng có thể cho, có thể không cho. Tại vì khi nó được straight A, nó học giỏi, nó được scholarship, nó không cần. Không cần. Nhưng mà từ bé nó thấy món quà, nó luôn cố gắng. Con của đứa cháu nó được top 10 high school, còn hai đứa khác được giỏi. Nhưng mà cái đó nó nói cái điều gì? Đó là một sự thách đố rất lớn. Bởi vì vợ chồng một người dám hy sinh ở nhà sống vừa đủ, mà còn vợ thì ở nhà chăm sóc cho con, chán lắm. Không được đi làm chán lắm, nhưng mà phải hy sinh. Con nói đứa nào chán, gọi cho anh chỉ cho. Nhà con ít người lắm, có 12 anh em thôi. Đủ một đội băng cộng thêm trọng tài. Mà một cái lạ nữa, nhà con 12 anh em lại 12 con giáp. Con thấy nhà cậu con có 12 cái chai rượu đủ 12 con giáp. Con tính lúc nào về con ăn trộm. Nhắc nhớ. Thành thử ra cái sự hy sinh nó phải trả giá. Đó là tình yêu trao ban. Các thánh tử đạo đã làm cái chuyện đó, đã sống được cái điều đó, và đã cho chúng ta thấy được cái tình yêu nó là thật. Bây giờ ở đây này, ở đây ai đang yêu này, con hỏi ai biết yêu thật không? Ai đang yêu biết yêu thật không? Hay chúng ta đang yêu giả? Chị yêu thật đúng không? Chị có thể cho chúng em biết yêu thật là như thế nào đối với chị? Không, mình chia sẻ thực tế thôi, bình thường, một cái cảm nghiệm hay là một cái thực tế nào đó để chúng ta thấy rằng là cái tình yêu nó là thật. Biện nhẫn và nhịn. Thế hôm nay chị đã hy sinh điều gì để chứng minh là tình yêu chị đang sống? Chưa làm gì. Không, hôm nay chị đã làm rồi. Chị ngồi đây là chị đã làm rồi. Thế còn có ai có hy sinh nào khác không ạ? Có ai thật là mệt mỏi lắm không ạ? Có. Đang hy sinh, đang chứng minh cái tình yêu của mình đang sống. Đang chứng minh cái tình yêu của mình đang sống là vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta hơi vất vả một chút xíu, chúng ta trốn, chúng ta bỏ. Phải không ạ? Khi mà vợ chồng thương nhau đó, thì cái gì nó cũng đẹp, củ ấu nó méo như thế nào đó mà cũng kêu là nó tròn. Lạ nhỉ? Đấy. Vợ mà ngáy thì chồng khen, ngáy cho vui nhà. Nhưng mà khi mà ghét rồi, chồng mà ngáy, ông này ngáy to đấy, ra cho khác đi, đạp đất. Cái tình yêu nó lạ.
Nó lạ là bởi vì sao? Bởi vì nó là thật. Nó thật đến mức độ mà con người dám bước tới dù là bị chém đầu. Nó thật đến mức độ mà chạy xe cả 24 tiếng đồng hồ từ Kansas City lên tận Boston. Còn nói câu chuyện tình của đứa em của con đó. Nó mới lớn thôi. Thằng này nó là I love you. Nó nói mày thương tao, mày chạy lên mày thăm tao đi. Nó bỏ làm, nó chạy 24 tiếng đồng hồ chạy xe lên thăm. Ở một ngày rồi chạy về. Con gọi con nói sao mày ngu vậy? Mày yêu kiểu ngu vậy? Nó nói không. Yêu thật đấy. Quá điên. Yêu phải điên thì mới gọi là yêu. Thánh Phaolô nói chuyện đó. Tôi điên vì Đức Kitô. Điên thật vì Đức Kitô. Nhiều lần bị đánh đòn, nhiều lần bị gần chết, đắm tàu nguy hiểm, bắt bớ, đánh 50 roi trừ một roi. Ngài kể kỹ lắm. Nhưng mà vì tình yêu của Đức Kitô. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Kitô. Gian truân ư, bắt bớ ư, tù tội ư? Không. Không. Cho nên khi mà một cái câu chuyện về cuộc đời của con cũng vậy. Khi mà được gọi là thoát chết đó, con mới nghiệm được một điều. Chúa muốn gì ở nơi con? Chúa muốn gì kế tiếp ở nơi con? Xin lỗi quý bà và anh chị em, chỉ có một lời cầu nguyện đó mà con survive, con sống sót ở bên Phi Châu. Một lời nguyện đó thôi. Chúa muốn gì ở nơi con? Khi nó tới nó nói chứ, ông người Mỹ đi về Mỹ, đi truyền giáo mà chẳng mang tiền cho chúng tôi gì hết, đi về Mỹ. Mà không. Nếu mà các bạn ghét tôi nhá, có lý do tôi sẽ về. Bây giờ các bạn về hỏi con của các bạn, bất cứ một đứa nào trong cái làng này mà nó ghét tôi, trong vòng 24 tiếng đồng hồ tôi sẽ rời khỏi đây. Còn nếu tất cả trong cái làng này đều yêu mến tôi, thì bạn hãy yêu mến tôi để cho tôi giúp con của bạn. Con giảng cái chuyện đó ở trên nhà thờ. Và các cụ ra ôm con, cha đừng có đi, cha đừng có đi, con sẽ bảo vệ cha. Cụ ơi, cụ già rồi sao cụ bảo vệ con? Thế thì cái người hù con đó đó, cái sau này trở thành bodyguard của con. Đi đâu con mời đi hết. Trở thành người bạn. Tại vì con luôn luôn hỏi rằng Chúa muốn gì con ở cái điểm kế tiếp đây? Phải luôn luôn sẵn sàng mở lòng để Chúa chỉ cái bước kế tiếp. Hiện tại có vui sướng, đau khổ, có cái sự gì ghê gớm chăng nữa, Chúa đang chuẩn bị cái gì kế tiếp đây? Đừng có ngồi ở trong cái đau khổ đó, bóp đầu bóp trán rồi đau khổ. Chúa đang chuẩn bị cái gì kế tiếp đây? Đó là cái lời cầu nguyện mà con cảm thấy rằng dù bất cứ sợ hãi, không có làm gì được chúng ta đâu. Mướn được những người bảo vệ, gác cổng, một người ban ngày, hai người ban đêm. Con xây được hai cái nhà để chứa khoảng chừng 240 em trong hai cái nhà đó. Một cái phòng là 12 em, mà 10 phòng là 120 em. Khi mà đang xây như vậy, giao kỹ, các ông coi gác ban đêm hãy cẩn thận. Khóa cửa vào đàng hoàng, sáng ngày hôm sau, mấy người thợ xây nói, cha ơi, mất 4 cái toilet. Tại hai thằng nó gác, mỗi thằng lấy 2 cái. Con hỏi tại sao mất đều vậy? Nó nói tôi đâu biết đâu. Và các ông gác mà. Không, tôi nằm ở cổng mà chúng nó lấy sau này cho tôi nghe được. Mà con bảo đảm luôn, đi về nhà nó là vẫn còn ở nhà nó đó. Thầy dặn kỹ, ngày mai nhớ gác kỹ nha. Dắt chó vào. Nó nói ừ. Mang súng theo ngay chưa? Ừ. Ngày hôm sau báo cáo. Mất 4 tấm tôn. Sao mất đều vậy? Tại nó chia nhau mỗi thằng 2 tấm. Hỏi tại sao? Chó tao nó ngủ. Thế mày mang thức à? Không, chó nó ngủ, tao cũng ngủ theo. Tại mệt quá.
một cái thực tế, hở là nó ăn cắp, con không nói xấu da đen đâu. Gà nuôi mua 500 con lớn lên giết để mà cho trong tủ đá ăn từ từ, chứ còn đi mua nó mắc lắm. Giết xong còn có 200 con, hỏi ông thầy gà đâu, bảo nó chết. Nó chết gì nhiều vậy, đếm chết bao nhiêu con? Dạ 28 con. Và thế còn 200 mấy chục con kia đâu? Dạ không biết, ăn cắp quá hay. Con gà nó đâu có cơm đâu, nó kêu đúng không? Thế mà nhà dòng chẳng biết gì cả. Có tên chạy vào ăn cắp dê, cắp cừu. Con nghi nghi, con thấy chó nó sủa ở bên kia đường, đang đọc kinh, nó căn cái giờ đọc kinh mới lễ đó. Đang đọc kinh, con chạy ra cửa sổ con ngó, nó chạy thẳng vào trong chuồng dê, nó bê một con cừu nó cho lên, nó chạy ra ngoài. Mấy anh gác cổng mở cổng cho nó lấy về ăn chi. Hở đó là ăn cắp. Nhưng mà những tất cả những cái đó, con nói rằng thực sự là họ nghèo nó không phải là tội của họ, đối với họ đâu. Tội là nhiều khi mình làm cớ. Nhưng mà nói như vậy để biết rằng là thôi, họ cần họ lấy. Kể cả có những giây phút mình phải nghĩ được như vậy, họ cần hơn mình, họ lấy, tạ ơn Chúa. Chúng ta dám nghĩ như vậy không? Xin lỗi, chúng ta sanh ra được bàn tay trắng đúng không ạ? Thì có những cái chúng ta thua thiệt với nhau một chút xíu để làm gì vậy? Tình yêu trao ban của chúng ta đâu? Chúng ta thề hứa với nhau mà tại sao lại cứ ghét nhau? Khi đám cưới anh sẵn sàng chết vì em, lớn lớn xíu ngu sao chết, mày bệnh mày nằm đó tao lấy đứa khác. Một cái thực tế phũ phàng. Có một thầy sáu bảo chứ, người một giáo dân hỏi, thế ông thầy đấy mai mốt có được làm cha không? Bảo đâu có làm cha được, thầy sáu vĩnh viễn sao làm cha được, nhưng mà có thể làm được khi mà vợ ông ấy chết. Bảo hèn chi, hình như ông ấy cầu nguyện cho vợ ông chết hay sao á. Quen lắm hả? Không cần nói cái chuyện chứ Kelly, con nói ở đây, còn ở đây có là cứ bà và anh chị em biết chứ con không biết. Ê, nhưng mà những cái sự kiện đó nhiều khi nó là câu chuyện vui, nhưng mà cái thực tế trong gia đình có đấy. Tại sao ông không chết cho sớm đi để tôi lấy thằng khác? Tại sao bà ông chết đi để tôi đau khổ, để tôi nhiều thứ lắm. Thì cũng bà và anh chị em, như vậy hạt giống đức tin của các thánh, tình yêu dấn thân đó cho chúng ta bài học gì đây? Trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, chúng ta thấy được điều gì? Thưa chẳng thấy gì cả. Đúng không? Thưa chẳng thấy gì cả. Tại sao vậy? Tại vì trong cuộc đời nó cứ đều đều như vậy, cái xã hội nó chi phối quá rồi, chúng ta còn không thấy gì luôn. Về nhà là chỉ thấy bực bội, thấy buồn phiền. Các ông thì rủ nhau đi nhậu, các bà thì rủ nhau đi shopping. Con cái bị bỏ rơi. Hừ. Hãy cẩn thận. Từ trong gia đình, từ trong cộng đoàn, từ trong giáo xứ, chúng ta phải tìm thấy được là kể cả trong gia đình một, hai người, hai vợ chồng là một cộng đoàn yêu thương. Lý thuyết phải không ạ? Lý thuyết. Nhưng thưa không phải lý thuyết. Đó là một cái thực tế mà chúng ta cần phải có. Thiên Chúa yêu thương nhân loại, đến với nhân loại, ở với nhân loại, ở với chúng ta, ở với anh, ở với chị, ở với vợ, ở với chồng, ở với con cái. Mà tại sao chúng ta không thấy? Có ai biết làm cách nào chúng ta thấy không ạ? Con thích hỏi để cùng bà anh chị em tỉnh thức thôi, chứ còn ngủ chưa đủ giấc đâu. Có biết không? Chúng ta phải xin. Một cái câu chuyện để kết thúc. Khi con đi học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mỹ ở bên Mexico, con sống tại Luis Potosi. Và có một ông cha tới thăm và ông nói rằng là trước khi về hãy ghé nhà thờ ông ấy thăm ông với, ông dắt đi chơi ở trên Monterey. Con gọi phone lên, con nói tiếng Mỹ ngon lành lắm. Hồi đó thôi, giờ quên hết rồi. 12 giờ đêm ra xe bus chạy tới Monterey là 5 giờ sáng. Trời rất lạnh, tháng 11 rất lạnh. Đi tới, từ từ người ta đi về hết. Còn mình, một tay thì
cái vali quần áo một tay á, thì cái vali sát hợp tiếng Mễ. Một cái là của Mỹ, tay trái. Cái tay trái là của Trung Quốc. Con thích kẻ xấu Trung Quốc lắm. Đang kéo, à không thấy ai hết. Chết rồi, dầm sao rồi. Gọi phone chẳng ai trả lời. Thế cũng trả vờ nói vài câu tiếng Mễ cho người tài xế nó biết là mình còn. Nó ngồi nó căn mà, còn có mình à. Nó căn. Cái ra nó là tôi muốn đi tới chỗ này. Đó, nó nói được. Cho xe nó chạy vòng 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 vòng, nó thả xuống. Cái đó là cái nhà thờ mà nó chở mình tới ngay cái chỗ sửa xe. Nó nói tới rồi, cái số nhà đúng rồi đó. Bảo không phải, cái này đâu phải. Nó nói đúng rồi, mày đi xuống đi, trả tiền đi. Đấy, bao nhiêu? 10 đồng. Bảo ta trả 10 đồng, nhưng mà còn hai vali nữa. Bảo, ủa mày lấy 10 đồng tại sao hai vali? Hai vali cũng là phải chở chứ mày, không thể mày để đó đi. Nó đòi riết con không cãi được, con phải trả nó 20 đồng. Mà nó bắt phải xuống. Tại vì cái số nhà thì đúng, nhưng mà thay vì là Avenue thì nó trở tới Street, thành thử nó không có tới được. Nó biết mà nó lừa mình. Bây giờ thôi làm sao? Thôi ta đi bộ. Ngon ngó địa chỉ, bây giờ tôi sáng 5 giờ sáng biết gì đâu đi bộ. Cũng chả vào làm ngơ kéo đi. Cái tịch ở bên Mỹ nó xây giống phi châu, châu Âu á, là nó ghép đá ở trên nền á. Thì cái vali nó cái kịch kịch kịch, thì cái vali mà chở sắt nó nặng, mà là của Trung Quốc nó kéo được vài cái oạch gãy bánh xe. Không kéo được nữa, mà vừa tức lại vừa mệt. Bê thì không nổi, mà kéo thì không được. Ê, nó vẫn đứng đó nó đợi, nó biết mà. Quay đầu lại, ê mày trả tao tới cái chỗ này đi, đúng cái địa chỉ này này, bao nhiêu? Đấy, 10 đồng nữa. Bảo nãy mày lấy tao 20, bây giờ 10 đồng nữa. Không, 10 đồng nữa thôi, tao đi 10 đồng nữa thôi, tao trả mày đi. Bảo ok, chịu 10 đồng nữa. Cho đồ lên xe, nó chạy, còn quãng từ đây ra cổng. Mày tối cái đâu có thấy đâu. Nó nói mày đi vào đây, đi nhà thờ trong đó đó. Cơ mới bấm chuông thì vẫn chẳng thấy ai ra. Cơ mới mở cổng, con bước vào trong cái khuôn viên của nhà thờ. Thì con nghe ở góc tường ở xa xa đó có tiếng ho. Thì con biết đó là người homeless. Bởi vì học cái tinh thần truyền giáo, cho nên con nói là lạy Chúa, xin cho con thấy Chúa ở nơi người này. Và con đã lấy cái áo lặt của mình, lấy tiền trong túi quần, túi áo, nhét mấy cái bánh, cái kẹo và để lại 5 đô. Còn nhiều nhét hết vào trong túi. Đi thẳng ra tới người ăn xin đó, đắp lên cho người ăn xin đó. Và con vừa quay đi. Quay đi thôi, chưa kịp bước. Lòng tràn ngập cái sự bình an và niềm vui. Lạ lùng vô cùng. Không biết quý bà và anh chị em có thấy cái chuyện đó bao giờ chưa? Nhưng mà đời con thì rất nhiều. Rất nhiều. Rất là vui và bình an vô cùng vì khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Chúa, con cảm ơn Chúa. Rồi vào gặp ông cha đưa đi chơi nguyên ngày, rồi tối về ngày hôm sau. Về tới nhà tối, kéo vali vào tới cửa phòng. Ở cửa phòng con treo hai cái áo lạnh mới táo, mới tinh luôn. Chưa cho gấp đôi. Thả hết đồ đó chạy vào trong nhà nguyện, cảm ơn Chúa. Con cho một cái áo lạnh cũ mà Chúa cho con tới hai cái mới. Con không cần biết là ai cho, nhưng con biết là Chúa đã cho. Vì vậy trong tình yêu trao ban đó, chúng ta không bao giờ bị thua thiệt. Chúng ta phải xác quyết được cái điều đó. Và trong cái tình yêu trao ban đó, Thiên Chúa không bao giờ chịu thua chúng ta đâu. Bởi vì Thiên Chúa đã ban chính con một của Ngài cho chúng ta, thì còn điều gì mà Ngài lại từ chối chúng ta khi chúng ta yêu mến Ngài. Nãy có chị nói còn trên YouTube cho cha nhìn cha già thế, mà ngoài này ra cha nhí nhảnh cha nhỏ thế. Bảo ừ, trong YouTube là bố của em đó. Đơn giản thôi, tại trên YouTube là phải tập trung tư tưởng để mà giảng dạy. Sợ lắm, nói sai nói ngọng cái là chết. Đó, thì thôi, thì đó là cái vấn đề tình yêu trao ban. Đừng bao giờ sợ Thiên Chúa từ chối mình. Thiên Chúa luôn quảng đại đến mức độ mà chúng ta phải ngỡ ngàng.
trong cuộc đời. Ngày mai con sẽ nói tình yêu đáp trả tình yêu như thế nào, và chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Thế bây giờ con dành ít phút để chúng ta thắc mắc hỏi, hoặc là chúng ta chạy về. Đó, thì bây giờ để có một cái câu chuyện vui, để con muốn nói rằng là tất cả mọi cái trong yêu thương, chuyện gì cũng có thể thay đổi được. Xì ke ma túy ư, rượu bia ư, cờ bạc ư, shopping ư, có thể thay được hết. Hồi còn nhỏ, con bị ngọng, dân hôn ai đấy, mà chúng con gọi là dân hôn ai. Xin lỗi ai bị ngọng, đừng có tự ái nha, con kể về con. Thế mà lớn lên thì chẳng biết gì cả, giúp lễ, cũng đọc lời Chúa ngon lành. Khi mà qua tới đảo Philippines, thì anh ca trưởng anh đi Mỹ, cha nói, cha đảo, hồi đó cha Vũ Đảo, năm 90. Cậu có biết nhạc không? Dạ con biết. Cậu tập hát được không? Dạ được. Tập hát cho cả đoàn đi. Bảo vâng. Tập hát cho cả đoàn. 2, 3. Này Chúa. Cả ca đoàn nó cười ghê luôn. Mình cứ ngơ ngơ. Sao chúng mày không hát? Nó nói mày hát sai, sao tao hát được? Thế là ngày hôm đó quê quá, mà chẳng biết mình sai. Thì mới nói với các bạn, thôi bây giờ như vậy, mỗi khi tao sai chúng mày có quyền đánh, nhưng mà nhớ đừng đánh đau tao đánh lại đấy. Thế con gái nó nhéo đau, nhéo biết đến mức độ mà bây giờ ai mà đụng tới cái eo của con là con nổi da gà lên luôn. Bấm dập hai cái eo của con này. Còn con trai thì nó bọc tai thôi, không sao hết, vì lùn, vì nó bọc tai nhiều quá lùn, không có gì hết đó. Rồi xong, thôi cứ kể ngắn gọn. Cái ngày cuối cùng, cùng thời của Nguyên Kha, nhạc sĩ Nguyên Kha đó, thì ông tập hát khó quá thì ông đi về nhà thờ lớn, còn nhà thờ nhỏ. Cái ngày cuối cùng thì cha Đào nói rằng, thôi, ngày mai cậu đi, cha giao tất cả mọi sự cho cậu đó. Đọc bài đọc, tập hát, tất cả mọi cái, cha không cần biết, miễn làm sao cho ngày lễ thật tốt đẹp. Thế tối họp ca đoàn nói, thôi, mày làm hết đi. Mày lên đọc bài đọc rồi mày cứ tập hát bài gì cũng được mày thích. Con rất thích nhạc của cha Thành Tâm, nó nhộn nhịp, nó nhảy tưng tưng, em thích lắm. Rồi khi mà lên tập cho kỹ ngày hôm đó, ngày hôm sau lên đọc lời Chúa không sai một chữ. Hoài chưa? Đổi được đúng không? Bị đập nhiều quá là đổi. Đọc xong nhìn thấy cả đoàn cười. Đó là lời Chúa. Bắt đầu tai mặt nó bừng lên, nó đi xuống, trời nó quê. Cái đoàn nó cười to luôn cả trong nhà thờ. Ông cha Đào ông cười, ông chịu ông ngồi ông cười. Sau lễ đánh cho bầm dập. Buổi chiều ông đó cố gắng đi ra xe bus để mà đi ra ra ngoài thành phố để lên máy bay để đi qua Mỹ. Chào tạm biệt các bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn nhé. Chúc các bạn ở lại vui vẻ. Không chịu nói như vậy. Chúc các bạn ở lại vui vẻ. Nó kéo xuống, nó nhéo tiếp, nó đánh tiếp cho một trận nữa. Rồi nó thả thì sẽ bớt. Rồi đi về. Qua tới Mỹ, còn mình ngỡ ngàng là 6 tháng trời nó đánh con bầm dập, chị đừng có khóc. Em kể chuyện của em, sao chị khóc? Nó đánh con bầm dập mà con sửa được. Và con mới thấy được một điều, nếu chúng ta cờ bạc đi ha, người chồng cờ bạc thì sẵn sàng mỗi lần đi về để cho vợ con nó đánh, bảo đảm sẽ bỏ. Nếu người chồng mà nhậu nhẹt nhiều, mỗi lần nhậu say về để cho vợ con nó đánh, bảo đảm bỏ. Quê quá mà bỏ thôi, không có gì hết. Cho nên con nói tất cả những gì trên đời này, nếu mình muốn thay đổi, Chúa sẽ giúp cho chúng ta có cách. Con nói ngọng nó vào máu con rồi. Khi mà con về lại, con nói chuyện với các cụ, các bụ nói, con biết con làm gì á. Tự nhiên con cảm thấy nổi da gà rồi, vì hồi xưa mình cũng vậy. Không ngờ là mình sai quá đi. Rồi thôi, con cảm ơn. Đó là cái câu chuyện con kể vui để cưỡng bài anh chị em. Tất cả mọi cái đều có thể thay đổi nếu chúng ta muốn và để cho Chúa làm. Amen. Cho con chẳng phát thay ạ. Rồi câu hỏi thứ nhất. Còn ít phút, ai muốn về thì cũng sao hết. Nhưng mà còn, tại vì sơ nói là từ 7 giờ đến 10 giờ là con phải giữ đúng.
Vâng, câu hỏi thứ nhất có ai có câu hỏi gì không ạ? Dạ có, con giải tội đến 12 giờ. Tại vì để xong cho giáo dân nắng rồi con giải tội. Có ai hỏi gì không? Không ai giải, hỏi là con đi giải tội. Dạ vâng, mời anh Quang. Thực ra các linh hồn có mồ côi không? Đúng, linh hồn không có mồ côi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là ở đâu đó có những người không ai cầu nguyện cho họ, thì mình chọn họ, cho họ đó là mồ côi, đúng không ạ? Thì có những trai giải thích ở trên mạng rất rõ. Thưa là bởi vì chúng ta đọc ở trong lời nguyện, ngày nào các linh mục, lễ nào các linh mục cũng cầu nguyện cho họ hết. Xin Chúa nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu. Thấy chưa? Không có trừ một ai hết. Thế thì những người đó cũng là bạn của con vậy, thì cầu nguyện cho họ rồi. Nhưng mà để mà an tâm, có những người là hứa là khi mà con được thi đậu, khi mà con làm được việc gì đó, con sẽ cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Thế thì bây giờ khuyên làm sao? Thưa không khuyên gì cả. Họ muốn cầu nguyện các linh mục côi, tạ ơn Chúa, cứ dâng lễ đi. Cha xứ có thêm tiền để trả tiền điện chứ không có gì hết. Và tâm hồn của họ cũng bình an bởi vì con hứa con làm. Có tội không? Thưa không gì là tội cả. Có sai không? Thưa không sai. Nhưng mà những linh hồn đó nếu con không cầu nguyện, họ có bị rớt xuống không? Thưa không, bởi vì giáo hội đang cầu nguyện cho họ nữa rồi. Thành thử ra cái lời khuyên là cái gì? Chúng ta mỗi người hãy ý thức cầu nguyện cho cha mẹ, anh chị em, những người thân yêu của chúng ta. Họ cần lắm. Bởi vì sao? Vì vừa hồi xưa đó, mượn tiền của ai đó 10 đồng mà chưa có kịp trả mà đã chết rồi. Bây giờ ai trả giùm đây? Họ đâu có dạy mà họ trả giùm. Chúng ta có trách nhiệm. Có trách nhiệm. Cầu nguyện cho người thân dù là 10 đồng đó. Chúng ta không biết. Có những người thì dùng 10 đồng đó cho người nghèo cũng là một cách đền bù. Bởi vì không tìm được cái người mượn 10 đồng đó. Nên cho người nghèo, nên xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Hòe. Mẹ con không trả được, bố con không trả được. Bây giờ con trả bằng cách con không biết người kia là ai. Nhưng mà con thấy trong tờ giấy là tôi thiếu 10 đồng. Ủa, thiếu ai vậy? Thôi xin dâng lễ hoặc là cho người nghèo, con bù đắp lại. Bởi vì Chúa nói làm sao? Một đồng kẽm cuối cùng cũng phải trả. Cho nên đức công bằng của chúng ta ngày hôm nay đó, cái tội mà khó xưng nhất là về đức công bằng đấy, chứ không phải là cái tội ghê gớm đâu. Ở bậy ở bạ dễ xưng lắm. Thưa cho con ăn vộn, amen xong, giải tội xong. Thưa con lỗi đức công bằng, con thiếu mà thế vầy thế kia, không giải được, khó lắm. Bởi vì sao? Ủa, con nói xấu người ta mà bây giờ làm sao mà trả được cái danh dự của họ? Thôi ra đọc một kinh lạy cha. Đủ không? Không đủ. Thôi giờ con tìm người ta, con lạy người ta 1000 cái lấy lại danh dự. Đủ không? Thưa không đủ. Nhưng mà cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Nhá. Cuối cùng cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên để tránh thì chúng ta đừng nói hẳn nói xấu nhau. Cái câu trả lời đó là không cần khuyên gì cả. Nhưng mà tất cả chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện cho những người thân của chúng ta. Đây là cái cơ hội rất tốt để chúng ta cứu các linh hồn người thân của mình. Rồi, một câu hỏi cuối cùng. Ai muốn xưng tội xin xếp hàng, con chạy vào ngay. Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng. À, hồi đấy chị cười em đúng không? Dạ vâng, thường thường ba đấng là Giêsu, Maria, Giuse là ba đấng. Chúng ta có cái lời cầu nguyện Giêsu, Maria, Giuse xin ba đấng gìn giữ con. Giêsu, Maria, Giuse xin cứu các linh hồn. Nghĩa là chúng ta ba đấng là ba đấng vậy, chứ không phải Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, không phải là ba đấng. Nhưng mà khi mà nói tới ba đấng là Giêsu, Maria, Giuse nha. Thì xin chúng con xin cảm tạ ba đấng là cảm tạ Chúa, Mẹ và Thánh cả Giuse. Họ ăn chắc lắm.
Bởi vì khi mà cầu nguyện xin Thánh Giuse mà rồi cũng nhớ tới Đức Mẹ, rồi cũng xin Chúa, không biết ai ban ơn. Chúa ban ơn, nhưng mà Thánh cả Giuse và Mẹ Maria là người chuyển cầu cho chúng ta. Thành thử đi, khi tạ ơn đó, là tạ ơn ba đấng. Là vậy, là Giuse, à Giêsu, Maria, Giuse. Dạ vâng. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa nha. Còn những câu hỏi kế tiếp chúng ta dành cho ngày mai. Bây giờ chúng con sẽ ngồi tòa cho đến người cuối cùng.